Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em giới thiệu với quý cô chú một cái bất động sản nằm ngay gần với là đường Võ Văn Kiệt đi ra biển Mỹ Khê, chỉ có tầm khoảng là 950 m thôi quý cô chú nhé, đi bộ tầm khoảng 8 đến 10 phút thôi. Thì cái lô đất này á, chủ đang rất là cần bán. Với thứ hai á, đó là chủ này á đã hạ chào là gần 400 triệu rồi quý cô chú. Diện tích đất á, là coi như là 155 m² công nhận trên sổ, và bây giờ chủ hạ chào á, còn nhìn 8 tỷ thôi. Trong cái mặt tiền cái khu vực phường An Hải Đông á, quận Sơn Trà gần biển Mỹ Khê này á, mà cái đơn giá đất á, mà nhìn 50 triệu một mét vuông thì rất là hiếm luôn quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Em thì hỗ trợ tìm kiếm về định giá giúp quý cô chú á, trong cái khu vực này á, so sánh cùng với cái tuyến đường á và cái khu vực vị trí xung quanh á, thì những cái mặt tiền khác ấy cũng là rơi vào tầm từ 65 cho đến 85 triệu một mét vuông rồi. Cho nên cái lô đất này thì em giới thiệu đến quý cô chú nha. Quý cô chú nào mà muốn mua nhà mà coi như là gần biển Mỹ Khê á, cách tầm khoảng 950 mét thôi, khoảng một vài chục bước á là mình đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt rồi, thì quý cô chú liên hệ với em để làm việc với căn này nhá. Nhìn 8 tỷ cho diện tích đất là 155 mét vuông, pháp lý đầy đủ. Thứ hai là sổ hồng riêng, không có tranh chấp này kia đâu quý cô chú anh chị và các bạn yên tâm nhé. Quý cô chú anh chị và các bạn mà cần em hỗ trợ á, tìm kiếm định giá và đàm phán bất động sản ở thành phố Đà Nẵng á, thì liên hệ với em để em hỗ trợ nhé. Em thì làm việc á là rất là lâu dài với quý cô chú, mua bán rồi sau này còn hỗ trợ quý cô chú á, đặt cọc rồi là công chứng rồi là sang tên giúp quý cô chú nữa. Cho nên quý cô chú và các bạn yên tâm nhé. Quý cô chú mà ở xa có thể liên hệ với em nhé, để em tới đó em quay video cho quý cô chú ở xa yên tâm nhé. Sổ sách em cũng sẽ quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem luôn, để gửi qua quý cô chú, một là gọi cho em, hai là add cái Zalo của em ấy, để em gửi hình ảnh với là thông tin qua cho đấy, để mình yên tâm nhá. Còn tất cả mọi thứ á, có nhiều khách hàng của em là em đều làm online luôn ạ, bởi vì họ tin tưởng em, thì em đã định giá rồi, em tìm kiếm cho rồi đấy, và thời điểm này là mua vào là tốt rồi, người nào có tiền mặt thì cứ mua vào ha. Thì em quay pháp lý là em quay sổ đỏ đô riêng giúp quý cô chú anh chị và các bạn luôn. Ở Đà Nẵng á, thì bên biển này á, thì đất toàn là đất tái định cư, đất là phân lô. Pháp lý rất là rõ ràng, yên tâm nhé. Phong thủy thì không có lỗi đâu, lỗi thì em nói lỗi đấy. Còn chủ này thì gấp bán, cái giá này thì em đánh giá là rất là tốt trên cái thị trường rồi. Rồi em cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nhé, em xin chào ạ.